不谈恋爱就没啥。好大吃的。那么关张的。那么关张的。Cảm ơn bác sĩ Hùng đã làm rất là tốt. Anh bị làm sao đây em? Có tiền, có sếp. Người xung quanh. Người xung quanh. Người xung quanh. Người xung quanh. Đâu đây, anh cứ chơi môn thể thao gì? Đấy không? Tức là cái hiện tượng đau này, nó từ bao giờ ấy? Chưa chưa? Được 2 tuần. Được 2 tuần rồi. Thế anh có nhớ là cái động tác nào mà làm anh đau hay là tương đương đau lên từ từ? Chơi bốn. Chơi bốn. Nhưng mà có động tác nào? Đau không? Đau không? Đau không? Trước đây đã đau có thể bao giờ chưa? Chưa đau. Còn bây giờ mới 2 tuần rồi. Bây giờ bắt đầu đau, thế bây giờ thì làm động tác gì thì nó sẽ đau nhất? Không phải là lúc đầu đầu nó không đau đâu, mà là lúc đấy không thể làm thì không sao. Nhưng mà cái lúc ngủ dậy thì hoạt động trong này. Lúc nào nó đau, cứ bây giờ hoạt động nào nó cũng đau. Không phải là khi mà hoạt động buổi sáng ngủ dậy ra mà nó giảm đau đi, mà nó cũng không giảm đau gì cả. Bây giờ hoạt động lúc nào cũng đau. Đây đau lắm. Vì ông bị viêm cái gân duỗi chung ngón tay em ạ. Cái gân duỗi này. Đó. Viêm cái gân duỗi chung với ngón tay này. Định thì điều trị thì nó sẽ ổn thôi, không có gì đâu. Nó có đủ tất cả mọi cách để cho nó bắt buộc nó phải liền. Ngay cả bây giờ kể cả không điều trị, bây giờ thì điều trị một tuổi nó đã đỡ ít nhất được 30%. Cái này thì đối với cái gân này thì mới 2 tuần. Làm gì nó cũng đau buổi sáng ấy, thì nó sẽ đối với cái gân này thì nó sẽ cần khoảng 6 tuần đến 8 tuần. Ngoài ra vấn đề trị liệu thì ông ấy sẽ cần thêm uống thêm cái collagen ấy để hỗ trợ cho điều trị gân và dây chằng, tức là bổ gân và dây chằng, cái collagen tiếp bổ đấy. Đấy thế thôi, ngoài ra thì mình không cần dùng bất kỳ những thuốc nào bán chống viêm nào khác. Nó chỉ là gần như là cái nó là thực phẩm tính năng để hỗ trợ cho điều trị cho cái gân. Tất cả những cái tổ chức của chúng ta và có những cái tế bào thì nó kết nối với nhau bởi sợi collagen. Khi nó bị tổn thương thì nó đứt gãy sợi collagen đó, thì mình phải bổ sung thêm của nó để nó tái tạo lại sợi collagen đấy, thì nó cũng kích thích quá trình mà liền vết thương của mình nhé. Oh. Yeah. Try.
dễ chịu hơn nhỉ? Chịu cảm giác sao? Nè, nó gấp ngửa cái thứ nó dễ chịu hơn rồi nhỉ? Thế trước là ban đầu thì mình gấp ngửa thì nó đau 10 phần, thì bây giờ nó còn mấy phần gấp ngửa thì nó đau còn 50%. 50%. Ok. Anh cảm ơn bác sĩ Hùng đã làm rất là tốt. Giờ chúng ta chỉ chuẩn bị cho này chỉ chuẩn bị.